Việt Nam có sống chung với mẹ chồng, còn Hàn có sống chung với con dâu, làm mẹ chồng không dễ đâu. Chàng hậu đốt chat thượng thừa làm mẹ chồng Thái hậu cứng họng. 역시 어미 없이 차란티는 숨길 수가 없는 건가? 시어머니 어미 없이 살아 예의가 없으면 아줌만 자식 없이 살아 예의가 그 모양인 미친년들 중에 내가 제일 잘 미친 것 같아. 그러니까 조심해요. 내 머리카락 하나라도 던지렸다간 다시 아들 얼굴 못 볼 줄 알아. M2 thượng lưu cà khịa mẹ chồng ngay giữa bàn ăn và toàn thắng. 회장님이랑 나 천국에서 만나 왔잖니. 어머님 천국 갈 자신 있으세요? 너희 요새 뭘 믿고 이렇게 자꾸 나대? 뭘 믿긴요. 우리 수혁이랑 하준이 믿고 그러죠. 어머님 애들 있을 땐 관리하시잖아요. 소리가 치시고. Nàng dâu hàng môn dằn mặt mẹ chồng bằng tiếng Việt. Ai đi đâu? Tao muốn biết con gì phải ra. Đúng là